Chào các bác nha. Hôm nay Luxury đang tiến hành lên Ecoshi 2401. Đây. Và 2402. Đây. Trước này là phủ lẫn nu nha các bác. Rất tuyệt vời luôn. Chi tiết chuẩn như hãng luôn. Thùng cao 79,8, sâu 61,5, rộng 66, rất là nặng, bán 25 ly nhé các bác. Đấy, gia cố chắc chắn luôn. Thẳng tưng lên các bác. Bác nào mà có nhu cầu lên mẫu thùng này cứ liên hệ với Luxury. Chất âm hay thì miễn bàn luôn. Tuyệt đỉnh luôn. Dòng này gắn củ tác 1601B với là củ mic 4001. Các bác nào mà muốn chơi thêm thì gắn thêm super chép 075 hoặc 077 gì đấy, đánh ba giải tuyệt vời luôn. Sau một tháng thi công thì để hoàn thiện được một cầm này. Rất phức tạp các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.